chậm sinh con vì mắc bệnh răng miệng. Đừng quá ngạc nhiên khi nghe tới thông tin này, khi nhiều nghiên cứu gần đây đã làm sáng tỏ vấn đề liên quan giữa sức khỏe răng miệng và khả năng sinh sản của cả phụ nữ và nam giới. Theo nghiên cứu, phụ nữ mắc bệnh nha chu sẽ mất khoảng 7 tháng để mang thai, trong khi đó, phụ nữ không mắc bệnh nha chu sẽ cần khoảng 5 tháng để thụ thai. Nguyên nhân chính khiến bệnh nha chu ảnh hưởng tới khả năng thụ thai ở phụ nữ là do vi khuẩn có liên quan tới bệnh nha chu mang tên Papillomonas gingivalis. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy phụ nữ có vi khuẩn Papillomonas gingivalis trong nước bọt và hàm lượng kháng thể trong nước bọt và huyết thanh cao hơn, có nguy cơ không mang thai được cao gấp 3 lần. Nguy cơ này sẽ tăng dần gần 4 lần nếu có nhiều hơn một trong những yếu tố góp phần và dấu hiệu lâm sàng của viêm nha chu. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác còn cho thấy bệnh viêm nướu và nha chu còn làm tăng hội chứng đa năng buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, những nguyên nhân gây hiếm muộn ở phụ nữ. Nếu bạn đang mang thai thì cũng đừng vội chủ quan, bởi các nhà nghiên cứu còn chỉ ra rằng phụ nữ đang mang thai nếu mắc bệnh nha chu, viêm nướu hay sâu răng dễ dẫn tới tình trạng co thắt, sảy thai hay sinh non hoặc sinh con còi cọc. Không chỉ phụ nữ, kết quả của các nghiên cứu cũng cho thấy nam giới có sức khỏe răng miệng tốt thì tinh trùng cũng khỏe mạnh và cơ hội có con cao hơn so với những người thường xuyên mắc các bệnh liên quan đến răng miệng. Chính vì vậy, khi dự định mong muốn có em bé, bên cạnh các xét nghiệm tiền thai sản, các bạn nên quan tâm đến sức khỏe răng miệng nhé! Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về răng miệng cần giải đáp, hãy để lại dưới video này. Đừng quên đăng ký kênh của Nha Khoa Paris để nhận được những video mới và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!